đúng rồi anh đang ấy này. À 1 giờ sáng về chứ. À cái rồi có gì cái sáng là có ai gọi vậy chưa? Hả? À giờ thì bây giờ thế này anh cái sáng không có ai gọi à. Thế rồi khoảng tầm 3. Thế khoảng tầm 8, 8 giờ tầm rưỡi anh gọi lại cho em đi nha. Ờ gọi lại cho em để em coi ra nha. Đúng rồi nha, nghe bố đang bố đi dạ sẽ tắt cũng bảy là phải tha tam. Chế tắc 7 cái số nó phải trả tam. Mới làm ăn kiểu chi mẹ chế tắc 7 cái số rồi. Mới chứ bên là làm không mới đẻo chia đưa nhưng mà cái nó đi. Mới làm mà lửa mày không làm được tiền mày thu. Mới làm ăn kiểu lửa à? Cho cái báo ra, cho cái báo rồi cái... Con thầy cảm ơn. Lông hai cái hiện đại không đẹp với đại đâu đâu trong này chỉ ra tác động mà. Chào đội Bắc Hải Vân. Chân 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 chân. Alo. Xe đang trên đường vào bến. Xe em chưa vào bến. Thank you.